gia chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và cuối cùng thì mèo cảm ơn tất cả những bạn nào đang xem video này và chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mèo, và hiện tại mèo đang đứng ở trên một con đường dẫn đến một ngôi biệt thự cổ mấy bạn ơi. Và trong ngôi biệt thự đó có rất là nhiều điều bí ẩn, tại vì gần đây chúng ta đã sắp đến Halloween rồi, cho nên tụi mình sẽ đi khám phá những nơi nào mà nó có hơi xu hướng Halloween tí xíu nha mọi người. Và trong lâu đài này có một lời đồn rất đáng sợ mấy bạn, đó chính là lâu đài đã bắt nhốt một cô tiên xanh ở trong đó. Nếu như những ai bước vào lâu đài này may mắn, chúng ta sẽ gặp được cô tiên xanh, và cô tiên xanh sẽ nhờ chúng ta giúp đỡ để được thoát ra khỏi cái lâu đài đó. Nhưng nếu như chúng ta nhận lời giúp đỡ cô tiên xanh này thì tất cả quái vật ở trong lâu đài sẽ hiện ra để ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta cứu cái cô tiên xanh đó mấy bạn. Sau khi nghe cái tin này thì đã có một cặp vợ chồng nhà nghiên cứu khoa học mấy bạn, người ta không tin là lâu đài cổ này có ma, cho nên là hai vợ chồng đã vào nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng hai vợ chồng cũng đã mất tích trong cái lâu đài ma ám đó luôn rồi mấy bạn ơi. Và hai vợ chồng nhà khoa học đó chính là người thân ba mẹ hay là chú cháu gì của cái ông nội này nè mấy bạn, cho nên ông đã nhờ tụi mình đến đây để điều tra và giải cứu hai cái nhà khoa học đó nè. Hôm nay cuộc hành trình của chúng ta sẽ rất là hấp dẫn, cho nên mấy bạn đừng quên nhấn like này, subscribe cho mẹ, cho cả team của mẹ, đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mẹ, cho mẹ có tiền mua đồ ăn cho hai con mẹ hai tử và bằng tử của mình nha mấy bạn ơi. Và những bạn nào mà muốn xem video mà 24 giờ mèo làm việc tại nhà hàng quỷ ám thì các bạn đừng quên hả like cho video đó 100.000 like nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây mấy cái ông này không có cho mình cái rương giáp vũ khí gì bên ta. Lấy đi chị bên ta. Lấy. Chúng ta đã có vũ khí và giáp để bảo vệ mình khi vào cái lâu đài đó rồi mấy bạn ơi. Hốt ông đồ ăn mất tích là ba mẹ ông này hả? Em không biết nữa nghe, ông này ông nói là đi giải cứu hai người đó thôi chứ em cũng biết là ông sao. Ồ, chị tưởng ba mẹ ông. Cho miếng đồ ăn. Đó. Ăn đi chị Banda. Bánh ăn bánh cái gì? Ôi cho thêm cái bánh quy nè, sáng quá vậy. Ok rồi, đi được chưa? Ăn được đi, không? Đi rồi. Tại ông nội này, ông kêu mình đi cứu người nhà của ổng mà mình đi. Không dám đi, đi. Không dám đi luôn chị Banda. Wow. Ôi mèo ơi, bàn ghế đem ra đây nào. Ui em giữ. Gì vậy? Em đó mèo ơi, lên đây ngồi. Cái nhà này bố cứ làm gì mà đi với bàn ghế kệ sách thì đem ra đường dục hết trơn trời. Trời ơi, chắc nhiều khi ba đồ này cũ quá mèo. Ờ, chắc ta bỏ đó. Trời ơi, gớm quá. Đi 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 thôi đây. Đi thôi, đừng có phá. Chị Banda. Ông mới làm gì phát sáng. Cái ông đứng theo chị hoài luôn á. Tại vì ông không có dám đi. Ở này giống Skylock quá mèo. Đúng rồi, nhìn mấy con đảo này bắt cười quá à. Mà đẹp. Skylock quá mèo. Wow, cái ghế hay cái giường vậy trời. Nhìn lạ quá ha. Ghế mèo ơi. Cái giường á, sao nó biết đi? Đảo mà. Ôi. Đâu 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 đâu. Cái này đi sao? Ôi ghê. Ui. Đây cái này giường kìa. Chị Banda, chị Banda trèo lên, chị Banda trèo lên cho chị lên được không? Hai người được không? Hai người được. Không được. Một người à. Cái nhà nhỏ đó có gì trên đó không hết? Có cung mèo ơi. Trời ơi. Hello, xin chào mọi người. Đảo mèo ơi, mình đi cái ghế này nó quýt chị mèo ơi. Ghế nào mà quýt chị tàu lên. Đâu? Cái đứa nào quýt chị đâu? Nè. Chị nói cái ghế này mà nó quýt chị hả? Nó quýt chị. Quýt chị chị yêu chị Banda. Cái ghế nó quýt thiệt, cái ghế nó có răng nè. Đây là giờ đó. Ôi, ơi, quýnh cái ghế luôn, ngu mà mày. Cái ghế quái vật, ghê quá. Vậy cái giường nó phải quái vật không phải em cởi cái giường. Ôi, cái giường này quái vật luôn mèo. Cái gì? Cái ghế này mọc răng nó cắn đi. Đâu 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 đâu, chỗ nào chỗ nào? Mọc răng đây. Không lẽ đồ trong này nó thành quái vật hết rồi? Để em đi trên cái giường cao này có bị cắn không? Em đi trên cái giường cao này nó không cắn được em. Giường nó không cắn. Ờ vui dễ sợ thì đi bên này. Ôi vô đó kiếm gì hết? Lộn đồ ăn mèo ơi. À. Dạ cái bàn cũng cắn chị luôn. Mắc cười quá vậy cái bàn. Cái gì cũng cắn hết chị Banda. Nè, vậy là biết lý do tại sao mà mình phải trèo lên cái giường này để đi rồi các bạn. Để nó đảm bảo an toàn cho mình. Rồi đi vô. Ủa dạ. Chị có một cái giường một vậy đó hả? Có cái một mà chịu khó. Ừ, đi. Ghét. Mọi người chịu khó đi bộ đi em cởi cái giường đảo quá chừng luôn. Cái nhà này còn có gì không? Kiểm tra, có gì đâu hết. Không có cái gì hết chị Banda ơi. Không có vũ khí hay giáp mới gì hết hả? Ok. Mà bây giờ có hai đường, một đường ở dưới, một đường ở trên này, đi đường nào? Mình vô lâu đài mà, cho nên mình đừng đi đường kia, đúng okay không? Luôn. Ok đây. Ôi trời ơi, cái ghế. Cái giường đi từ từ em ơi, em đi nhanh quá chị sợ chị té em ơi. Bộ cái giường dài vậy mà. Sao đi chậm quá vậy mọi người? Tại cái tay. Bẻ giò mày bây giờ. Cái ghế nó tiện dễ sợ tiện luôn á. Đi chưa? Đi, đi nè. Đâu? Đi vô, đi vô, đi vô. Ôi cái lâu đài kìa mèo ơi. Coi nè, tụi em bước qua cái đó là cái rương nè. Ôi ôi đã. Này nè, mày bước xuống dung nham luôn nè, nó đã. Chút xíu nữa là bước xuống dung nham rồi. Hello, cái ghế sofa đi xuống ngồi thử coi nó làm sao mấy bạn. Ôi mèo ơi, chị đuốc nó tấn công tôi kìa. Ôi mày ơi, cái lâu đài này đúng là bị ám thiệt rồi mấy bạn, nó bị nguyền rủa. Ôi trời. Ôi cái ghế sofa kìa mèo. Nó nổi giận kìa, có cái gương mặt nữa. Đập mặt mày ăn hiếp quét hút hả mày? Cho chị cái ghế, chị Banda cởi, chị Banda em đi. Thôi. Sao hả? Không cởi hả? Cởi nó đi nhanh hơn. Wow, mấy bạn ơi. Cái ghế không lợi gần ra mình lại mở cái đường trước. Ấy trong đường cái cúp với bánh mì. Ok, mình sẽ lấy cái cúp này mình. Cái giường nó đi theo cân không kìa. Ủa, tao nói tao. Ủa, cái giường ông không cởi. Cái ghế này cũng đáng cho em. Nè, cái ghế này hiền từ lớp rồi. Hiền thủy mát đó, hiền hiền. Em giả nó hả, sắp mặt luôn á. Hết cởi ghế đi qua cây cầu này đi hết đây. Tôi chị Banda đi sao? Trời ơi, đi kìa lẹ ghê chưa. Cầm nước cho em chưa? Tạo âm thanh và ánh sáng chị Banda ơi. Kim Cương. Anh sáng của đội tôi. Kim Cương cho mẹo. Rồi cái thằng này, mày đi sao kiểu nguy hiểm quá vậy? Tao ơi, người ta đi vô giữa cây cầu
bên này quá trời kim cương luôn mèo. Đâu kìa. Oh my god, wow. Kim cương. Tờ một hộp về mình sẽ ghé đây, ghé ra mà lấy phần thưởng nha. Ê, ê, mọi người, cái thằng nó đâu rồi? Nó tới giật rồi. Thôi, nó mới lăn ba di bộ nó mới tàn hình sao nó biến lên á. Chị Minh Đa chạy hồi nãy em kiếm nó không thấy nó luôn á. Không, nó hay đi sau lưng mình lắm. Ok, mình sẽ trèo lên trên đây mấy bạn ơi. Trèo 7749 cái bậc thang để em trèo lên được trên lâu đài. Trời ơi, thấy lâu đài rồi. Thấy cái bà mấy cái ghế này giải xuống dưới đi. Đó, quýnh nó đi, quýnh nó đi. Không được. Không được thôi, mình đi. Thấy cái ghế này ngồi được. Đói bụng quá. Trời ơi, cái đường vô lâu đài xa. Lâu đài xong là tôi muốn đi ngủ luôn mèo. Cái thằng ông nội đó nó dẫn mình ở đây nó hô mình thì họ đi thẳng phát một vô tới lâu đài là rồi. Giờ đi nãy giờ muốn hết cả ngàn cây số. Rồi tiến vô lâu đài thôi mọi người ơi. Ôi thần linh ơi, cái nhà này ai mà dám ở vậy trời. Ôi mèo ơi, sao mà mèo ơi. Cái gì cái áo gì? Ôi dạ trời ơi nó quánh, trời ơi cái cái đuốc nó quánh quánh á. Ông nói cái gì mà cái áo ma vậy? Còn cái áo ma. Cái này là mình nó ở trong cái nhà. Cái giá để đòi với bạn chứ ghế nó quánh chị Minh Đa nè. Ghê quá bạn. Trời ơi, nó vừa quánh nó còn vừa thét trong mặt của mình lắm, con này ghê quá. Nó bị giật đây hả? Trời ơi, ủa cao. Ôi mày mất cái sào đồ ma mày hả? Ôi đợt dừng trời lên nó quýnh vậy. Sao mấy cái này nó đem ra ngoài đường? Nó có dây tao đỏ nè. Nghĩ là nó có ma nên ta mới đem dọc cái mèo. Đúng rồi đó. Thôi đi lên trên lâu đài nè. Không có nói nhiều đó. Đừng sắp sát, đừng gần, đừng nó mất công, đừng. Ôi trời chị chơi rồi nha. Dạ tí tôi không biết cái nào có ma, cái nào không luôn mèo. Ui hai con sư tử đi giúp giúp nè. Phải không? Nó quýnh nữa, chị nó quýnh nữa. Nó còn biết gầm nữa thần linh ơi. Có giúp giúp đâu? Ủa tôi thấy giúp giúp là nó còn gầm gừ nữa nè. Ông nói nó không giúp giúp hả? Tôi đang quýnh cái con này mà tôi thấy trên này là cái con mèo. Đã quá. Cái nhà này cái mày. Nhà này có bị ám chứ tôi kiếm tôi làm nhà tôi. Trời ơi, nhà tôi. Wow. Mấy bạn cảm ơn mấy bạn tới với nhà có Red Hood. Ủa này đẹp quá mẹ. Anh lộn em bộ giáp được không anh? Ê coi chừng họ quýnh mình theo cái bạn. Ê bộ giáp xong nó không có ai trong đầu. Cái tiếng chỉ gặp gừ á mọi người. Ê cái gì? Cái đèn chùm ở trong nhà nó gặp gừ hả? Có nè mẹo. Không biết tôi nghe tiếng á. Cái gì vậy? Lấy cái đuốc này trời ơi, cút ra. Ê, tiền tối. Mọi người biết gì không mọi người? Cái nhà này là em nhớ tới cái gì ta? Trời, người đẹp chừng quá vậy. Ê mèo ơi. Cái gì? Nhìn nè, có cu đố mèo ơi. Trời ơi, đã ngu rồi không vậy đâu. Ê, cái bông tăm đã quá. Đánh mèo á mèo. Mèo lại đây coi nè mèo. Ở đây có cái đồng hồ thời gian hồi máu cho mình. Đồng hồ thời đó, gian đó, hồi máu cho mèo. Ô, trời đảo vậy? Vậy bây giờ. Ui, cái đầu này rớt đất. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Mình rớt. Sao cái nhà này nhiều cái lắm. Dạ. Lắm nó gắt lắm dễ mèo. Nó say rồi. Trời ơi, cái nhà này chơi nhiều trò độc đáo quá vậy. Lạ lùng. Mắt còn chết chết nữa kìa mèo. Ngộ nghĩnh quá. Trời nó lại rớt thêm lần nữa. Rồi cuộc đời nó chỉ rớt xuống và lụm lên thôi. Thôi nó khoái vậy đó. Cái tiếng gì đó con gì đó. Cái vụm 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 ở đây vậy. Cái này là một bức tranh. Trời ơi. Đừng gần. Em mới lại cái. Trời ơi cái tiếng con đậu hét thì ớt vậy. Cái bức tranh này chắc không cắn mình đâu ha. Kìa đó nó thả mị kìa. Thấy không? Ồ ngoài chứ. Trời chị hay bức tranh đang làm gì không? Trời ơi. Nó thòng cái mặt nó nhát mình. Cái bức tranh này nó cũng hả là bức tranh ma đó mọi người. Có mèo. Có nó thòng cái mặt xuống. Ê dầm đi. Mèo ở trong đây nè mèo coi nè. Hả? Cái gì? Vô đây. Cái gì nữa? Nhà này có ma. Cái gì? Cái đâu? Mèo có con gấu kìa. Nè thấy chưa? Hồi nãy ở ngoài nó cũng dòm tôi vậy đó. Mèo có cái đầu con bò nè mèo. Mấy cái này sao mà nó đánh mình ghê quá à? Cái này nhà nữa kìa. Mèo. Bây giờ mèo có lượm được nhiều cái bàn ghế mèo. Có sao? Rồi bây giờ lại để với tôi giúp tôi giải đố mèo ơi. Giải câu đố. Mình mới có bàn ghế mình mới giải đố được. Bây giờ lại đây cho tôi. Vậy thôi, nãy giờ mình đi mình quên lượm nhiều quá mình đi là bích xỉu à. Nè bây giờ lại đây nè mèo. Đây là chỗ giải đố nè mèo. Ở đây có cái ghế, mình phải lấy cái ghế ra. Thì ra là vậy. Đây, tôi có cái ghế đây. Dục vô trong này đúng không? Rồi, tôi có cái bàn, tôi dục cái bàn vô. Lấy cái sofa, dục sofa đi mọi người. Sofa vô. Rồi cái này cái giường hả? Cái giường thì chưa thấy. Cái ghế hồng, rồi cái bàn. Đây có cái bàn. Tôi có cái nhà tắm, để tôi dục cái nhà tắm vô. Đánh ra. Nhà tắm. Ủa còn cái bàn này mèo có không mèo? Cái này là cái gì vậy ta? Cái giường. Cái giường hồi nãy chở tôi ngoài sân. Nhưng mà mèo có cái đó không? Không có, cái giường hồi nãy ngoài sân mà tôi đâu có đánh. Vậy là mình phải đi kiếm nó, mình đánh nó là mình lấy á mèo. Vậy đâu ở ngoài sân á. Trời ơi. Không phải, không phải cái giường đó. Tìm cái giường mới, cái giường mà dùng để đánh á mèo. Vậy hả? Ôi da đói. Giờ phải đi kiếm cái giường mọi người ơi. Hình như tôi thấy nó đâu đó. Là ngày nay đây có giường nè. Cái giường nè. Đây mày. Đứng mèo. Nó chạy. Em ơi đi xin cái giường em ơi. Rồi xong. Nè lại đi. Có rồi, tôi có rồi. Chạy. Cái chỗ đó đâu ta? Đây. Thiệt chứ ra lạc đường luôn các bạn ơi. Tôi mới hồi máu hàng vậy kêu quồm. Tôi bỏ vô rồi. Xong. Cửa sẽ tự động mở. Đây ơi, kìa ông cái mèo, ông bà này nè. Cuốn sách bay vòng vòng luôn. Ủa vậy mấy cuốn sách tấn công mình mèo ơi. Vừa khô vừa lé, tôi cần phải đặt mấy cuốn sách này không ta? Tôi đang đặt mấy cuốn sách này nè mèo. Phải không? Ôi mèo bà này mấy cuốn sách này kìa. Ê quánh mấy cuốn sách lụm mấy bức ảnh ghép là hình bức tranh ở trên đó mèo ơi. Hả? Rồi ơi quánh sách. Ê mọi người, nãy giờ có ai lụm được gì cho mọi người chứ quánh lụm được gì hả? Quánh vô trong cái tủ sách á. Quánh vô trong tủ sách hả? Ừ, tủ sách á. Tủ sách có cái gì vậy? Mình đây có tủ. Đây. Nó bay giấy ra mèo. Nó bay giấy ra là
làm gì nữa, làm gì với giấy giờ? Tôi không biết nữa, tìm mấy bức tranh đó ghép lại mèo ơi. Hình như không phải trong này đâu mèo, hình như ngoài á, bức tranh ở ngoài này nè mèo. Bức tranh ở ngoài. Lên lầu kiếm bức tranh mèo ơi. Lên đây mèo ơi. Tụi cái ghế nó hét lên hả? Hết hồn, mới đi lên cầu thang. Ôi trên đây đông quá luôn mà không biết ở đâu luôn mèo ơi. Tôi tìm bức tranh ở trong vòng vòng cái nhà này. À trong được. Trong được không có cái gì hết trơn á, nó chỉ có đồ hồi máu thôi. Thì phải tìm thôi, bức tranh mà, cái đó khó kiếm mà mèo. Không biết mấy cuốn sách này có rất là tranh không ta? Hình như không có, mình phải lục trong mấy cái rương mèo ơi. Mày cũng có chừng. Đúng rồi, vậy mà chị lấy đi. Ê cái đồng hồ quả lắc nè, có quýnh mình không? Không có đồng hồ này hèn hơn quá. Đây cái có rương đó nè mọi người. Lục rương. Ui da. Chỉ có cung thôi. Để tôi lên tầng cao nhất tôi kiếm thử cái mèo. Mình phải kiếm cái tiếng gì vậy? Ôi, trời, hết hồn hết vía luôn. Cái tủ này nó mở ra trong tủ của bác được con mắt luôn. Ui. Lớn quá. Thế game chị mình đã cho em là hai cái lắm luôn rồi. 2000 years later. Trời ơi mấy bạn ơi, nãy giờ hả CD tính lại chạy tới chạy luôn, chạy hết nguyên cái lâu đài luôn. Cuối cùng tụi mình cũng đã biết được một bí mật. Hai vợ chồng ông này mới nói cho tụi mình biết là tụi mình phải tìm ở tầng 1 thôi mấy bạn ơi. Là cái tầng này nè, là tầng hai vợ chồng ông bả nè. Ông làm gì em cởi hết cái này tới cái kia vậy hết? Tại cái này cởi được thì ngại gì em cởi mẹo. Ủa cái này cởi được không? Được. Ôi đã ghê ta. Ê đừng có chạy lên gần cái cục hồi máu nữa, kêu quộm khó chịu quá. Nè bên này nè mèo ơi. Hai nhà khoa học cho tụi mình là phải đi tìm 4 căn phòng bí mật ở trong cái nhà này. Và mỗi căn phòng nó sẽ chứa một cái bức tranh của cái cô tiên xanh. Một bức tranh sẽ có một con quái vật nó đang chiếm giữ mấy bạn. Đó. Mẹ quái vật nè mèo ơi. Cái đầu lâu này nè, đây chắc chắn là con quái vật ở trong này rồi. Mình đi vô mình kiếm thử coi trong phòng này. Trời ơi, anh đâu con anh đứng đó kìa. Nè quái vật nè. Mày quái vật nè mèo ơi. Rồi sao? Ê một bức tranh kìa. Ta ơi cái này quái vật hả? Dạ yeah, hắn rồi. Tờ quái vật thần lên đi. Cái mạnh dữ thần luôn á các bạn. Thôi đi mẹ ơi, qua phòng tiếp theo mẹ ơi. Thấy các bạn còn mạnh hơn quái vật. Đi nè. Thấy gì không chị Bina? Trời ơi, còn mạnh hơn. Đây cái phòng tiếp theo đây, coi đây con gì. Con này màu xanh nha. Wow, quái vật bạch tuộc. Hả, tôi chưa kịp nhìn con quái vật kia là con gì luôn. Thì nó màu đỏ đi trang vậy luôn mẹo. Vậy hả? Ừ. Vậy là cái này bụng bự quá. Rồi lật dầu kè bức tranh. Dầu. Rồi xong. Teo. Qua bên này mèo ơi. Ok, qua chị bên đây. Bỏ mấy con này qua đi đi. Nói vậy có phòng, hình như mình mới qua rồi, về qua bên kia. Vậy tính ra là cái nhà này người ta nói bị mấy con quỷ chiếm đóng mà tôi thấy mấy con quỷ này gì hết. Tôi cháy dữ vậy. Thì vô đó mèo tự tìm hiểu cho bản thân mèo đi chứ tôi bị cháy rồi, tôi không muốn vô nữa mèo. Gì mà chạy vô xong chạy. Gì đây? Mày quánh bạn gái tao, mày tao quánh mày luôn à. Đúng rồi chị bên đây. Em tính nói á. Trời nó không có tỏi à mèo ơi. Gì? Ừ. Cái gì nhanh vậy? Ừ. Đâu. Ông quất nó cũng có tỏi trong này luôn hả? Nó chết chưa? Chết rồi. Rồi xong luôn. Hồi nãy mấy bạn mình chạy ra mình tính nói á, cái nhà này á được đồn là quỷ ám mà tôi thấy mấy con quỷ này yếu xèo. Vừa vô gặp con màu xanh này mới thấy biết tại sao nó bị quỷ ám. Đây đưa tôi cái miếng này, miếng nào vậy? Nè. Sao mất tiêu hết miếng vậy ta? Tôi không biết nữa. Quánh ba con mà tại sao mình chỉ có hai miếng vậy? Đâu, có chị Banda có không chị Banda? Ok, mình đi qua mình quánh cái con tiếp theo đi để mình coi á. Nhiều khi con này nó giấu mẹ ơi, không có mẹ ơi. Cúc cu chim dựng ra trong Ok nè, tôi vô tôi đắp cho bả liền nè. Ông vô ông đắp coi. Bức hình mày ơi. Ai mình ghép bức hình của cô tiên xanh, bạn về tới trò chơi ghép hình rồi. Để coi gương mặt của cô tiên xanh đáng yêu sẽ nằm ở phía trên cái nào trên nè. Hy vọng mà tôi đặt đúng nha. Chắc là trên này. Đấy. Đấy. Như là mình đưa cho ông bà này nè mèo. Không phải đâu, mình tự ráp vô á. Mèo ráp được không chứ tôi thấy ráp không được hả mèo. Ok, tôi sẽ ráp vô thử coi. Đó, thấy chưa? Tôi sẽ ráp lại cái con mắt của cô tiên xanh sẽ nằm ở đây. Ơi, cái gì vậy? Mèo đặt xong rồi mèo gỡ ra. Cái này gỡ ra được như dáng gì mấy bạn ơi. À, cái góc hình này nó nằm ở dưới này. Trên đây cho tôi đặt vô. Rồi xong. Ở giữa nè mèo ơi. Cuối cùng là cô tiên xanh hiện ra. Nhảy lên đặt. Yeah. Ôi, tiên xanh. Ôi trời mèo. Đây cô tiên xanh trong sách xuất hiện. Ôi. Cuốn sách được có mặt, được mở ra không? Ôi. Cuốn sách ăn hai đứa rồi mèo. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, cuối cùng không biết là cô tiên xanh là người xấu hay là mấy con quái vật trong lâu đài là người xấu luôn. Tự nhiên vừa thả bá đạo bá ngoạm một cái nguyên bày tụi mình vô trong bụng mới đứng luôn nè mấy bạn. Mèo. Ở đây cái đó phần tiếp theo là mình sẽ quýnh lộn với cô tiên nè mèo. Trời ơi cô tiên xanh cái gì kỳ vậy, lừa gạt mình người nhà khoa học giờ sao ta? Mình đi giải cứu không phải giờ cuối cùng mình là người cần được cứu là sao? Rồi không biết luôn mèo ơi. Không luôn. Mình đã tự mình cứu mình rồi chứ ai mà cứu. Oh my god. Vậy là coi như đời chúng ta xong rồi. Chờ tới phần tiếp theo để mình có thể chiến đấu với cô tiên sinh ra khỏi cái bụng của hả mấy bạn. Hành trình đi giải cứu các nhà khoa học đã không thành công, nhưng mà chúng ta đã khám phá được một ngôi nhà ma quá trời ma đúng không mọi người. Và đừng rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu như mấy bạn thích video này thì các bạn đừng quên hãy like giúp mèo nha. Ok bye bye mọi người. Bye mọi người.
Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.